Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, là phụ nữ thì ai cũng muốn mình có một làn da trắng mịn và thậm chí là không tì vết. Đôi khi có những cái vết mụn nè, rồi những cái thâm hoặc là những cái vết sẹo nhỏ nhỏ thôi cũng đã khiến cho chúng ta vô cùng lo lắng rồi. Nhưng mà đằng này có một cái khuyết điểm trên da mà có thể nói là khi mà nhiều người mắc phải á, thì cảm thấy rất là lo ngại, đôi khi cảm thấy mặc cảm và tự ti. Đến gặp bác sĩ thì cũng nhận được những cái lắc đầu là không thể chữa trị được. Những cái khuyết điểm này có vẻ đáng lo ngại dữ quá ha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống của chương trình để xem khuyết điểm đó là gì. Cười lên ha ha ha, cuộc đời ta sẽ vui. Ha 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 ha, cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Ngồi mà em không thấy chị luôn hả Ngân? Em có bị bệnh không vậy? Mắt có vấn đề không? Trời ơi, tôi ngồi một đống gấp đôi nó luôn mà nó không thấy. Đang dọn dẹp không dọn phụ rồi thôi, đi spa làm đẹp hay đi đâu đi, tự nhiên sao ngồi ở đây vậy? Làm đẹp chi? Cho ai coi? Làm đẹp là nhu cầu của phụ nữ mà, chị phải làm đẹp lên chứ. Làm cũng vậy thôi. Cứ vậy hoài à. Có cái dính bớt không mà, có cái gì đâu mà suốt ngày ủ rộn gì nói vậy? Có cần thiết em phải la lớn lên cho người ta biết chị có mấy cái vết bớt không? Một cái nằm ở đây bự chà bá, khó chịu gì đâu. Em xin lỗi chị, tại em lo lắng cho chị thôi. Mỗi lần soi gương là chị thấy nguyên một cái vết bớt bự như cái bàn tay nó nằm ngay đây. Con gái có được cái cổ, cái mặt với cái cổ mà tự nhiên giờ hả? Ôi, thiệt luôn á. Ngân ơi, Ngân. Ngân ơi. Dạ. Anh Ninh. Đi đâu hả? Em nè anh Ninh. Nói nghe nè. Sao anh? Chị Lan em đâu rồi? Cái gì vậy? Anh có chuyện cần gặp chị Lan em. Này. Em bự như vậy mà không ai thấy em hết hả? Giả bộ thôi. Giả độ đi. Để cho bà tập trung chú ý tới tôi thôi. Nói nghe nè. Đi ăn gì không? Tôi chở bà đi. Đi. Chị mập lắm rồi, không cần ăn nữa đâu. Chị ơi, hoài sao lấy chồng được? Lấy làm chi? Trời ơi, Lan không muốn lấy gì mà tôi muốn lấy rồi sao? Trời đất ơi, tôi đã mở lời rồi kìa. Ôi, mai là quán không có người á. Nói em biết mắc cỡ rồi. Cái gì đâu mắc cỡ? Mệt quá. Lại cái vụ đó nữa đúng không? Vụ gì? Từ nhỏ tới lớn là cứ tự ti về cái vết bớt. Bởi vì không có điều anh á, chứ trong lòng muốn vậy lắm. Nói luôn đó. Trời ơi, tự nhiên đi dạch lưng cho người ta xem thẹo à. Trời ơi, dạch áo thôi, dạch lưng đó. Trời ơi, ta nói là dạch áo cho người ta xem lưng, dạch lưng cho người ta xem thẹo. Suốt ngày cũng nè, mùa nóng hay là mùa lạnh gì cũng nói nhẹ nè. Trời ơi, tự cái vụ gì, cái dép bớt có cái gì đâu, chỉ có nhỏ xíu à. Có gì đâu phải lo. Ai nói anh dép bớt nhỏ xíu? Nhiều khi, Lan có cái vết bớt là anh là thương Lan nhiều hơn. Anh là thương Lan nhiều hơn. Chứ thấm đẹp đâu có đâu. Ba cái vết bớt đó trị cái mổ cả. Anh sẽ dẫn Lan đi trị cái vết bớt này, chịu chưa? Chủ. Bao nhiêu chi phí anh chịu hết, lo hết. Chủ hiếp, bạch thảo hoàng tử cưỡi con ngựa tới vợ đi rồi, chịu đi. Em không có tin đâu, nghĩ sao vết bớt mà chữa được. Trời đất ơi, mình chưa có tìm hiểu làm sao mà biết hả? Như quý vị cũng đã thấy tình huống trong video clip vừa rồi, thì những vết bớt mang lại sự tự ti và đôi khi là mặc cảm cho rất là nhiều người khi mắc phải. Nhưng mà thật sự là thông tin người ta nói là vết bớt không thể chữa trị được, như vậy có đúng hay không? Và để giải tỏa những thắc mắc này thì hôm nay Tường Vi đã mời đến chương trình Đẹp Để Tự Tin Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, vết bớt thực sự là khi mà những người mắc phải sẽ bị hoang mang và lo lắng vô cùng. Nhưng mà chúng ta không biết được là nguyên nhân gây hình thành những vết bớt này là gì thưa bác sĩ? Các vết bớt thì nó có thể là bẩm sinh, có thể là đến tuổi dậy thì hoặc là muộn hơn nữa thì các vết bớt này nó mới xuất hiện. Tuy nhiên thì những cái vết bớt này thì nó rất là đa dạng. Thông thường thì nó là những cái bớt sắc tố. Còn những cái bớt màu đỏ thì cái nguyên nhân của nó có thể là bớt là do những cái u mạch máu. Thì những cái bớt này thì nó là những cái bớt lành tính thôi. Thế còn việc mà giải quyết những cái vết bớt này thì phải nó cũng rất là khó khăn. Quyết định là chúng ta xóa những cái vết bớt này thì chúng ta cũng nên cần tư vấn bác sĩ để mà biết được là liệu những cái vết bớt này có thể xóa được hay không, có thể sử dụng cái phương pháp nào và cái chi phí của nó là bao nhiêu. Em không biết là mình có phân biệt là bớt nào chữa được hay là bớt nào không chữa được không ạ?
Có thể nói là gần như cái bớt nào chúng ta cũng có thể thử chữa được hết. Tại vì nó đều là sắc tố melanin. Ta đều có thể sử dụng laser để mà tác động đến cái sắc tố melanin này. Và cái hiệu quả mong đợi nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là bớt nevus ota chẳng hạn. Nevus ota là bớt khá là thường gặp. Từ chúng ta thấy một số bạn nửa một bên mặt thì nó rất là đen, đen nguyên một vùng. Phía bên kia là bình thường. Thì nevus ota thì có thể cái đó có thể cần điều trị 10 lần, 15 lần, thậm chí 20 lần. Như vậy một tháng điều trị một lần là như vậy mất gần đến 1-2 năm để mà điều trị. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng chúng ta nhận được là một cái làn da gần như là nó trở lại hoàn toàn như là bình thường. Hoàn toàn không bị tổn thương, không bị sẹo. Và cái sắc tố gần như là cái bớt là hoàn toàn như mất. Còn thường gặp nhiều hơn nữa, nó là nevus hori. Phụ nữ châu Á rất là hay gặp, thường hay xuất hiện vào cái tuổi dậy thì. Thường gặp ở những phụ nữ trẻ châu Á. Thì hai bên mặt thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cái đốm đen. Nhiều bạn thì hay nhầm cái đó với nám. Thực ra nó không phải là nám mà nó là bớt. Và cái bớt đó cũng có thể điều trị rất là hiệu quả với cả những cái laser như tôi vừa nói. Tuy nhiên số lần điều trị cũng nhiều, có tùy nó cái bớt đó là nó ít hay là nó nhiều, nó sắc tố nó nhiều hay ít, ví dụ nó màu đen đậm hay là đen nhạt thôi. Thế còn những cái bớt khác, ví dụ như là nó màu nâu, ví dụ như là cái rát cà phê chẳng hạn, thì nhìn màu nó thì nâu nhạt hơn, nhưng mà điều trị nó lại khó khăn hơn, điều trị nó lại lâu hết hơn. Và nó có thể là điều trị cũng có bớt, nhưng mà bớt được một phần nào thôi và không đáng để chúng ta điều trị tiếp. Thế còn những cái bớt, ví dụ như là nevus becker chẳng hạn, tức là có những bạn mà bị một cái đốm rất là đen, nó giống như là cái nốt ruồi mà miệng, nhưng mà nó rất là to và trên đó có thể nó mọc những cái lông, thì cái đó lại điều trị thì còn khó hơn nữa. Thưa bác sĩ, như vậy thì những đối tượng nào thì sẽ phù hợp để mình sử dụng cái phương pháp điều trị như vậy ? Thực ra thì cái điều trị bằng laser thì có thể kể cả trẻ em cũng có thể bắt đầu điều trị bằng cái laser này được rồi. Đương nhiên là người lớn. Thế còn phụ nữ có thai cho con bú thì phụ nữ cho bé bú thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết, tại vì cái việc làm laser không ảnh hưởng gì cả. Thực ra thì nếu như mà phụ nữ có thai á thì cái việc sử dụng laser thì cũng không có một cái chứng minh nào là nó ảnh hưởng có hại đến cái phụ nữ có thai. Nhưng mà tuy nhiên đó, đây cũng là một cái giai đoạn khá là nhạy cảm, thành ra là có lẽ là chúng ta cũng nên tránh không có sử dụng những cái phương pháp điều trị nào trong cái giai đoạn mà chúng ta mang thai. Nó thành ra là cái laser phải nói sử dụng rất là an toàn và có thể trong bất kỳ đối tượng nào, nhất là em bé, và kể cả em bé thì mình điều trị sớm cũng tốt, tại vì khi mà còn nhỏ thì cái da nó sẽ lành tốt hơn. Cái thứ hai, khi còn nhỏ thì cái vết bớt nó còn nhỏ thì chúng ta điều trị thì cái diện tích điều trị nó sẽ nhỏ hơn là khi bé nó lớn. Có điều thì trẻ em thì là vốn là sợ đau. Và làm thì làm laser thì nó cũng khá là đau mặc dù đã được thoa tê. Chính vì vậy thì nhiều em bé thì không có chấp nhận để mà điều trị được. Nhưng mà có thêm một cái vấn đề khá nhạy cảm mà em nghĩ là rất là nhiều các bạn khán giả sẽ quan tâm. Tại vì đây là một cái phương pháp điều trị có thể nói là không quá phổ biến. Về cái mức chi phí mà để cho mình điều trị những cái vết bớt như vậy thì nó sẽ có cao không và dao động ở mức nào ? Tôi không thể nào nói cái chi phí cho tất cả các cái cơ sở được. Tại cái phòng khám thẩm mỹ da ở Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 mà tôi đang làm á, thì cái chi phí để điều trị cho một cái vết bớt như vậy thì nó sẽ khoảng là độ vài triệu. Nó phụ thuộc vào cái diện tích diện tích lớn hay nhỏ, nhưng mà nó trung bình là trong khoảng chừng vài 3 triệu cho một lần điều trị như vậy. Vậy thì trong những cái trường hợp mà sau khi mình xử lý những cái vết bớt đó thì mình có một cách mà gọi là chăm sóc da sau quá trình đó như thế nào ? Sau khi mà điều trị thì cái việc chăm sóc da cũng rất là quan trọng. Thường sau khi mà chúng ta điều trị bằng laser vậy xong thì cái vùng mà chúng ta điều trị thì nó sẽ hơi sưng, nó hơi phù nề, có thể là thậm chí nó xuất huyết, rồi có thể nó đóng mài nhẹ. Thế là sau khi điều trị xong thì chúng ta cũng tránh không để đụng nước, ít nhất là cũng khoảng chừng 1-2 ngày đầu. Và sẽ có những cái loại kem để mà làm lành da sau laser, hoặc là những cái kem mà để chống nhiễm trùng. Thì chúng ta sẽ thoa những cái kem đó sau khi điều trị. Và một điều rất là quan trọng là chúng ta nên tránh nắng sau khi điều trị, để tránh cái hiện tượng là tại vì khi chúng ta làm như vậy thì da nó bị tổn thương, mà nếu như chúng ta ra nắng nhiều thì nó có thể gây ra cái hiện tượng là tăng sắc tố sau viêm. Thành ra là cũng cần phải tránh nắng sau khi mà chúng ta điều trị bằng laser. Những lưu ý khi điều trị vết bớt: cần thăm khám và tư vấn để bác sĩ kiểm tra xác định màu sắc vết bớt. Tùy độ đậm nhạt và chủng loại bớt, bác sĩ sẽ điều chỉnh bước sóng và tần số phù hợp để điều trị, ngăn tái phát. Sau khi điều trị cần thoa thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không tắm ngâm mình hoặc đi bơi, xông khô hay massage vùng xóa bớt. Tránh nắng ít nhất từ 4 đến 6 tuần sau khi chữa chàm, chữa bớt. Hy vọng là qua những lời chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp thì giúp cho quý vị phần nào hiểu hơn về cách xóa những vết bớt và có thể là có một cái phương pháp chữa trị riêng cho bản thân mình. Hy vọng là quý vị sẽ có thêm nhiều kiến thức trong việc chăm sóc cho làn da của mình quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chương trình Đẹp để tự tin xin được kết thúc ở đây. Tường Vi xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.